Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel Phụ kiện giấy sinh và tiếp nối series những sản phẩm mới nhất dành cho chiếc điện thoại iPhone XS Max. Thì trên tay cũng đang cầm là một sản phẩm kính cường lực. Đây là một sản phẩm kính cường lực đến từ thương hiệu Nikin ha các bạn. Đây là thương hiệu khá là quen thuộc đối với chúng ta. Thì bên ngoài của kính cường lực này là một chiếc vỏ có ghi đầy đủ thông tin của nhà sản xuất và mã chết để mình phân biệt được hàng chính hãng. Mình xin phép các bạn được mở miếng kính cường lực ra để giới thiệu chi tiết của miếng kính cường lực đến với các bạn. Đây là một sản phẩm rất là mới được thiết kế dành riêng cho chiếc điện thoại iPhone XS Max ha các bạn. Thì phần bên trong của chiếc hộp này, chúng ta có một chiếc vỏ có đựng các dụng cụ để khi mình dán ha các bạn. Thì trên tay cũng đang cầm là miếng kính cường lực. Và khi các bạn sử dụng miếng kính cường lực này thì các bạn cũng yên tâm hơn khi các bạn vô tình va chạm máy với một số vật cứng ha các bạn. Và mình xin phép được giới thiệu lại với các bạn, trên tay cũng đang cầm là miếng dán kính cường lực đến từ thương hiệu Nikin. Đây là một và miếng dán kính cường lực 9H các bạn, đến từ thương hiệu Nikin. Và nếu như các bạn có những câu hỏi liên quan hoặc là một số câu hỏi thắc mắc về sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ với trang web phụ kiện giấy sinh .com hoặc số điện thoại 0942 385839. Và các bạn đừng quên bấm like và subscribe kênh YouTube phụ kiện giấy sinh để các bạn có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất dành cho chiếc điện thoại này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày làm việc thật tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.